Chào nha, hôm nay mình làm một ít phần rewrite ha. Năm câu này thì mình đã để ở dưới phần mô tả nên là các bạn có thể chuẩn bị trước, sau đó mình có thể xem video để tham khảo đáp án. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì just leave a comment in the comment section below and I'll be more than willing to answer, right? Hey, câu số 1, change the way you learn vocabulary and can improve your English. Để xác định đây là nó yêu cầu để yêu cầu mình viết câu điều kiện ha. Thì mình phải đặt ra một câu hỏi là mình sẽ chuẩn bị viết câu điều kiện loại mấy ha, loại 1, loại 2 hay thậm chí loại 3. Để thi tuyển sinh lên lớp 10 ở ít nhất là ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì người ta chỉ dừng ở loại 1 và loại 2 thôi ha. Thì ở đây bây giờ các bạn sẽ thấy chúng ta có chữ change ha, là thay đổi, và nó đang là động từ nguyên mẫu đúng không? Bare infinitive. Thì khi mà các bạn thấy V0 hoặc là dot V0 ha, đứng đầu câu thì các bạn biết đó chính là câu điều kiện loại 1. Đó. Chúng ta sẽ phải viết lại bằng câu điều kiện loại 1 ha. Thì câu này cũng dễ thôi. Nó là thay đổi cách mà học mình học từ vựng ha. Thì bạn có thể cải thiện cái tiếng Anh của bạn. Vậy nếu bạn thay đổi ha. If you change đúng không? Mà mình viết lại the way you learn vocabulary. Rồi, bây giờ mình đã viết cái câu này bằng câu, tức là chữ if rồi ha. Vậy chúng ta sẽ không dùng chữ and nữa. Mà chúng ta chỉ cần viết lại là you can improve cho đến hết là xong. Đó, câu này nó nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi, câu số 1 là như vậy ha. Rồi, câu số 2. I have to finish my work now. Rồi, thì giống như mình nói, mình vẫn hay nói ha, ở đây mình đang có cái chữ finish là hoàn thành, thì nó là một động từ, và my work là công việc của tôi thì nó là túc từ đó, danh từ mà đứng sau động từ thì nó sẽ túc từ. Bây giờ nó đưa my work ra đầu câu thì rõ ràng là từ túc từ bây giờ nó đã trở thành chủ ngữ. Thì chúng ta chuẩn bị viết câu gì đây? Chúng ta sẽ chuẩn bị viết câu bị động. Câu bị động này đặc biệt một cái chỗ đó là nó dùng cái chữ have to. Ha, có nghĩa là phải. Thì về mặt cấu trúc thì mình có gì? Chủ ngữ nè, have ha, hoặc là has to V0 đúng không? Đi với lại túc từ. Thì bị động của nó ha sẽ là chủ ngữ have hoặc là has to be. Xong sau đó nó sẽ tới V3 ha. Rồi nếu cần thì sẽ bài túc từ. Đó. Vậy thì các bạn phải cẩn thận. Ở đây nó đang là have là do I là chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều. Nhưng mà my work là công việc của tôi. Mình hiểu đơn giản nó là danh từ số, số ít. Vậy nên ở đây nó phải dùng chữ chữ has. Rồi has to be. Rồi V3 của finished. Thì chỉ cần thêm ed. Đó. My work has to be finished now. Đó. Rồi. Không cần by me ha. Không cần by me. Mấy cái I, we, you, they, he, she, it, people thì mình có thể là bỏ ha. Trừ khi mình muốn nhấn mạnh là do ấy thực hiện thôi. Rồi, câu số 3. Vẫn là một câu quen thuộc ha. Why don't we collect those empty bottles for recycling? Said Robert. Là tại sao chúng ta ha không thu gom những cái chai không đó ha để đem đi tái chế? Robert nói. Rồi, thì nó cũng khá là giống cái câu số 2 ở trên. Chúng ta đang có cái collect nè, đúng không? Là thu gom là động từ. Và those empty bottles ở đây, ha, những cái chai rỗng, chai không này, nó đang đứng sau chữ collect. Vậy thì rõ ràng empty bottles ở đây là túc từ. Ha. Và bây giờ nó đưa xuống, nó cho sẵn mình chữ those rồi. Thì mình cứ viết lại thôi. Those empty bottles. Đó. Rồi. Có nghĩa là, ở đây các bạn thấy ha, nó đang dùng cái cấu trúc là Robert suggested that. Robert là đề nghị rằng đúng không? Thì cái chữ that này nè, có nghĩa là nó mở ra mệnh đề, có nghĩa là chủ ngữ đi với động từ đúng không? Vậy thì those empty bottles này nó đang đứng ngay sau that ha, vậy nó chính là chủ ngữ. Được chưa? Đó, lại một lần nữa túc từ đưa xuống thành chủ ngữ. Vậy chúng ta lại viết câu gì đây? Câu bị động. Đúng không? Đó. Thì cái hàng suggest của chúng ta thì trong cái video trước mình cũng nói khá là nhiều rồi ha. Suggest thì đi trực tiếp với lại về in, còn không thì là suggest đúng không, rồi that đúng không, rồi chữ ngữ should đi với lại về không
nếu là câu chủ động, còn nếu là câu bị động thì nó sẽ là should be ha, đi với lại V3 đó. Thì lúc này mình đã thống nhất với nhau đây là câu bị động rồi, okay. Vậy chúng ta viết tiếp là should be đó. Rồi V3 của chữ collect đưa số collected media for recycling viết lại là xong. Đó, vậy ha. Là câu suggest, một trong cái cấu trúc quen thuộc của phần rewrite trong kỳ thi tuyển sinh. Rồi, câu số 4. I haven't seen my brother for many years. Là nhiều năm rồi tôi không thấy ha. Anh trai của tôi gì đó. Rồi, nó cho the last. Rồi, các bạn nghĩ đến gì lên? The last time. Đúng không? I saw my brother. Điều quan trọng nè. Was many years ago. Được chưa? Thì đầu tiên là mình nhớ là cái cụm the last time. Sau đó chủ ngữ đi với V2 đi. Đó. Xong sau đó là chữ was. Ha. Rồi sau đó là khoảng thời gian. Và cuối cùng là chữ ago. Đó. Các bạn lưu ý. Rồi. Và thật ra câu này là mình có thể viết được thêm hai cách nữa đúng không? Mình có thể viết là cái thứ nhất mình dùng thì quá khứ đơn giản nhất luôn. Có nghĩa là mình sẽ có là I last saw my brother many years ago. Đó. Nó cũng dịch giống vậy thôi à, nhưng mà cái cấu trúc thì nó khác một tí xíu ha. Cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh trai tôi ha, là nhiều năm về trước. Rồi. Và cách thứ ba là gì? Is đúng không? Hoặc là it has been cũng được, một trong hai ha. It is hoặc là it has been. Rồi đưa khoảng thời gian vô. It has been many years since I last saw my brother. Đó. Nè, câu này nó có bốn cách. Viết qua viết lại á, các bạn sẽ có số bốn cách ha. Đó. Lần cuối cùng ai đã làm chuyện gì? Rồi, câu số 5. Michael loves to play football after school. Đó. Michael is fond. Đó. Ở đây các bạn khá là quen thuộc đúng không? Fond thì nó sẽ đi với giới từ ở. Các bạn không thích, các bạn có thể dùng keen on. Nhưng để nó cho font rồi nha, coi như là khóa đáp án rồi ha. Thôi cứ viết xong cái này trước nè. Michael is fond. Thì theo sau là một giới từ thì mình sẽ thả vn vô. Thì cái vn mà mình cần thả xuống đó chính là cái chữ play này nha. Được chưa? Và sau giới từ phải dùng vn thì nó sẽ là play. Rồi còn đằng sau viết lại. Có một số bạn sẽ nhớ là fun thì đi với đó nhưng mà quên mất là phải biến play thành play in. Rồi và một lần nữa, nếu các bạn không thích thì các bạn có thể thay thế bằng, không phải không thích nha, đề cho phone là khóa đáp án rồi ha, nhưng mà mình có thể dùng là chinon đó, hoặc là mình hay dùng cái gì nữa, interested in đúng không đó. Nhưng mà giả dụ câu này, nếu mà mình bắt đầu câu này thành bằng là Michael text cho các bạn chữ ảnh luôn nè, thì các bạn biết sao? Suy nghĩ xíu ạ. Các bạn có thể pause video lại ha, nếu đã xem tới đây thì mình có thể viết là Michael text an interest in đó. Thì từ đây các bạn sẽ thấy rằng là vậy thì ngoài cái vấn đề là be đúng không, interested in, thì mình có thể dùng cái cấu trúc là take ha, an interest in đó. Rồi cái này là phần bonus một tí xíu cho cái video này ha, nó sẽ không có nằm bên trong cái phần mô tả dành cho các bạn nào xem đến khúc này. Thì cái đề tuyển sinh cách đây 2 năm thì nó lại ra cái cấu trúc là how long have you learned, how long have you been learning English gì đó. Có nghĩa là nó dùng cái cấu trúc quá khứ đơn hiện tại hoàn thành của dạng câu hỏi đúng không. Rồi thì coi như là cái này mình đã cũng nói về quá khứ đơn hiện tại hoàn thành dạng phủ định rồi đó. Vậy thì bây giờ ở câu số 6 này thì mình chế một câu khẳng định đi. Có nghĩa là sao, dễ lắm các bạn. Chẳng hạn như mình cho chữ Henry đi ha. Henry rồi started đó, learning Chinese đi ha, 3 years ago đó, ví dụ vậy. Vậy thì bây giờ các bạn viết câu này lại thành lại như thế nào? Nhiều bạn quen rồi các bạn xử lý được liền đúng không? Bây giờ Henry has
Đó. Thì các bạn nhớ ha, trước khi làm câu này thì mình đẩy cấu trúc trước cho các bạn đi, thay vì đẩy đáp án ha. Chúng ta sẽ có chủ ngữ đúng không? Đi với started hoặc là đi với begun, được chưa? Rồi nó đi với lại về in hoặc to về gì đó, tùy đề. Rồi sau đó trong trường hợp này thì tạm gọi là, mình hay gọi nó là khoảng thời gian đúng không? Rồi đi với chữ ago. Đó, vậy thì viết lại sẽ là chủ ngữ ha. Đi với has cũng được, đi với has cũng được, là tùy chủ ngữ ha, coi ít hay nhiều nha. Đó, xong rồi nếu các bạn thuộc V3 thì đưa V3 vô. Được chưa? Còn nếu mà các bạn không thuộc thì các bạn có thể dùng been, đi với lại V in. Được chưa? Xong rồi đi với for, đi với khoảng thời gian. Cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây là liệu cái thằng V in này nè, với lại cái thằng V3 này nè, lấy từ đâu xuống? Liệu là chúng ta sẽ viết V in hoặc là V3 của chữ started và begun xuống thành là started hoặc là starting hoặc là begin gì đó, ví dụ vậy. Ở đây thì sẽ là started nè, hoặc là begin. Còn bên đây các bạn sẽ viết là starting hoặc là beginning gì đó, ví dụ vậy. Thì các bạn nhớ viết như vậy là sai nha. V in với V3 đưa xuống dưới á phải là từ cái thằng V in này nè. Đó, hoặc là to V0 này nè, chứ không được viết là Henry has started. Đó, ví dụ vậy. Rồi các bạn viết lại hết luôn. Đó, xong bắt đầu mới viết là for 3 years vô. Nhìn tưởng rất đẹp nhưng không. Được chưa? Các bạn không được viết cái chữ started này vô nha. Bỏ ra đi. Thay thế là một chữ be. Đó, has been learning. Đó, hoặc là has learned. Đó, ví dụ vậy. Rồi các bạn không thích thì các bạn có thể dùng là chữ T cũng được, has learned, không vấn đề gì hết. Nhưng cái quan trọng là các bạn không được viết là chữ started và began nha, viết là sai. Đó, nhớ chỗ đó. Đó, has been learning cũng được. Đó, rồi has learned cũng được, hoặc là has learned. Alright, rồi, video này tạm thời là như vậy ha. Catch you guys in the next one. See ya.